Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Ngủ A Ca, Tô Hữu Bằng vì một mối tình đơn phương mà không kết hôn. Ở tuổi 47, Tô Hữu Bằng vẫn là quý ông độc thân bận rộn với công việc, cấp mối quan hệ bạn bè, anh từng yêu én nhỏ triệu vi nhưng không dám ngọ lời. Tô Hữu Bằng sinh ra tại Đài Bắc và là một cậu con trai hiếu thảo, tài giỏi và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của gia đình. Xong anh quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật ở tuổi 20 khi tham gia tuyển chọn chương trình Thanh Xuân Đối Kháng và Thành Công. Trước khi trở thành diễn viên, Hữu Bằng từng là thành viên của nhóm nhạc nam Little Tigers. Thời điểm đó khuôn mặt điện trai trẻ trung mang chút ngây thơ của Tô Hữu Bằng đã khiến bao cô gái đem lòng si mê. Và giờ đây sau hơn 25 năm, gương mặt của Tô Hữu Bằng vẫn chưa bao giờ lạ hóa. Vai diễn giúp anh nổi tiếng khắp châu Á chính là A AK trong hai phần Hoàn Châu Khách Cách. Từ một ca sĩ, Tô Hữu Bằng chuyển sang làm diễn viên và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Năm 2010, Tô Hữu Bằng nhận giải thưởng Kim Kê Bách Khoa cho hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn Bạch Tiểu Niên trong phim Phong Thanh. Hai năm sau đó, anh chuyển hướng trở thành một nhà sản xuất truyền hình và ra mắt thành công với bộ phim truyền hình Nếu không duyên thì thôi, phi duyên vật nhiều phim nhận giải thưởng nhà sản xuất xuất sắc năm 2013 tại lễ trao giải thần tượng châu Á năm 2013 của Đài An Huy, Trung Quốc. Tiếp đó anh tự sức trong vai trò đạo diễn với tác phẩm điện ảnh Tay trái được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Vài năm gần đây Tô Hữu Bằng không còn đóng phim mà tập trung cho công việc nhà sản xuất, đạo diễn. Dẫu vậy sức hút của chàng ngũ Ca ngày nào vẫn mạnh mẽ với người hâm mộ. Ở tuổi U50, Tô Hữu Bằng chưa lập gia đình và cũng chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm với công chúng. Giới truyền thông hoa ngữ từng đồn đại về mối tình đơn phương, nhưng chân thành của Tô Hữu Bằng nhìn cho người bạn diễn ăn ý, nữ diễn viên Triệu Vi. Anh phải lòng Triệu Vi khi cộng tác với cô trong Hoàn Châu cách cách. Vẻ ngoài lý lắc, sự hoạt bát, thông minh và nhanh nhẹn của Triệu Vi khiến chàng trai Tô Hữu Bằng nhút nhát và kiểm lười khi đó mê mệt. Xong Tô Hữu Bằng không dám thổ lộ bởi Triệu Vi lúc đó đã có bạn trai anh quyết định dự kiến chuyện tình này để bảo vệ mối quan hệ bạn bè thân thiết với én nhỏ thời điểm quen nhau tô hữu bằng đã là ngôi sao trẻ tại đài loan còn triệu vi vẫn đang chỉ là cô sinh viên xinh đẹp mới chập chững bước chân vào làng giải trí thời gian làm việc chung với triệu vi tô hữu bằng đã thực sự cảm mến rung động và đến bất giờ. thời gian làm việc chung với triệu vi tô hữu bằng đã thực sự cảm mến rung động và đến bây giờ khi triệu lệ nhịn đã lập gia đình có con Tô Hữu Bằng vận độc thân. Tô Hữu Bằng từng thừa nhận, tôi từ lâu đã nảy sinh tình cảm với Triệu Vi. Tôi thích Triệu Vi, tôi thừa nhận tình cảm đối với cô ấy nhiều hơn tình bạn thông thường, nhưng cũng chẳng có ích gì. Cô ấy đã có bạn trai, tôi sao mà dám theo đuổi. Sau khi hợp tác cùng nhau trong ba bộ phim, Tô Hữu Bằng và Triệu Vi đều trở nên nổi tiếng. Họ không còn kết đôi trên màn ảnh, nhưng vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ trong các sự kiện của đài truyền hình hoặc các buổi tụ họp bạn bè. Năm 2018, Tô Hữu Bằng và Triệu Vi cộng tác trong sâu truyền hình nhà hàng Trung Hoa. Ánh mắt ngủ A dành cho Tiểu Yến Tử vẫn ngọt ngào như thuở nào. Cho đến bây giờ, sau hơn 20 năm quen biết Triệu Vi, Tô Hữu Bằng vẫn dành cho cô một vị trí đặc biệt trong tim. Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời, giàu nghị lực và nhiều khát vọng. Cô ấy còn là một đạo diện tài năng. Giải thích lý do không dám thổ lộ tình cảm với anh nhỏ, Tô Hữu Bằng từng nói tính cách cô ấy mạnh mẽ. Dù rất thích cô ấy nhưng tôi không thể quản lý được cô ấy. Nếu công khai tỏ tình mà bị cô ấy từ chối, thì có lẽ chúng tôi sẽ không còn giữ được mối quan hệ tình bạn thân thiết trong tương lai. Không ít người cho rằng, vì quá lụy tình với Triệu Vi nên nhiều năm qua, Tô Hữu Bằng vẫn độc thân. Khi nhắc tới chuyện kết hôn, Tô Hữu Bằng cho biết anh cảm thấy không thực sự hứng thú bởi vì chứng kiến quá nhiều bạn bè khổ sở vì hôn nhân. Sau hơn 20 năm quen biết, Triệu Vi và Tô Hữu Bằng không còn là những cô cậu mới bước chân vào làng giải trí, chạy chung sôi nổi. Họ đều đã cận kề tuổi 50 và có sự nghiệp ổn định. Triệu Vi là một diễn viên kiêm đạo diễn, trong khi Tô Hữu Bằng là một nhà sản xuất kiêm đạo diễn và diễn viên truyền hình. Én nhỏ đã kết hôn với một doanh nhân ngoài làng giải trí và có một cô con gái. Hai năm gần đây, hôn nhân của Triệu Vi liên tục đối mặt với những tin đồn rạn nứt. Trong khi đó, Tô Hữu Bằng vẫn là một quý ông độc thân với cuộc sống tình cảm vô cùng kín đáo. Ngoài triệu vi, Tô Hữu Bằng còn từng bị đồn, phải lòng nữ diễn viên cao lộ khi đóng chung phim Công Chúa Bướng Bỉnh vào năm 2005. Nữ diễn viên Hàn Quốc, Jerim cũng nằm trong danh sách bạn gái tin đồn của Tô Hữu Bằng khi cô tới Trung Quốc gây dựng sự nghiệp. Xong trước sự tò mò của công chúng, Tô Hữu Bằng cho biết anh chỉ xem Jerim như một người em gái và giúp đỡ khi cô tới Trung Quốc lập nghiệp. Chê -rim sau đó kết hôn với nam diễn viên cao tự kỳ, có một cậu con trai chung, nhưng cặp đôi đã xác nhận ly hôn vào đầu năm 2021. ở tuổi 47, nam diễn viên sở hữu vệ ngoài thư sinh và là một quý ông độc thân nổi tiếng của làng giải trí. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Tô Hữu Bằng cho biết anh từng hẹn hò nhưng mối quan hệ này không mang lại anh hạnh phúc, cho nên hai người đã chia tay. Tôi đã từng bị người ta lừa trước đây, tôi biết sự đau khổ ra sao. Vì vậy với tôi sự chung thủy trong tình yêu là vô cùng quan trọng. Năm diễn viên nổi tiếng nói về những tổn thương trong tình cảm, khiến anh trở nên thận trọng hơn. Ngoài mối quan hệ thân thiết với Triệu Vi, Tô Hữu Bằng còn có hai cô bạn thân là Lâm Tâm Như và Phạm băng băng. Năm 2016, khi đám cưới của Lâm Tâm Như diễn ra tại Indonesia, bộ tứ của Hàn Châu Cách Cách đều hội tụ để chúc phúc cho nàng hạ tử vi. Thời điểm Lâm Tâm Như sinh con gái đầu lòng vào đầu năm 2017, Tô Hữu Bằng và Triệu Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.